Dạ vâng, xin chào các bạn. Hôm nay em Hải lên sóng giới thiệu tới mọi người một combo styling mới của thương hiệu DB Aquatic. Và thương hiệu là chuyên các sản phẩm mới đập hộp, hàng nhập khẩu chính hãng chính ngạch có COCQ. Thì trong clip ngày hôm nay là combo styling mới 2023, series LX3 của thương hiệu DB. Theo em thấy thì đẹp nhất là series combo này, nó đi đồng bộ với nhau. Đi đồng bộ với nhau thì nó liên kết lại, nó rất là đẹp. Thứ nhất là cái điểm nhấn này, DB Aquatic ở giữa này. Thứ hai là đồng bộ, đồng màu. Các bác nào mà thích những bộ dàn tủ máy mà đẹp, sang trọng, lịch lãm, hiện đại thì có thể tham khảo cái combo series mới này của thương hiệu DB Aquatic. Nhìn rất là nhỏ gọn này, kích thước nó nhỏ gọn, để vào tủ, không phải cắt tủ. Thứ hai là thẩm mỹ nó liên kết rất là đẹp. Thì hàng cũng về bên em khá lâu rồi, 1-2 tuần rồi. Hôm nay thì em mới có thời gian để bóc hộp, bóc siêu sản phẩm này ra để giới thiệu các bác. Hàng bên em về cũng rất là nhiều, bên em phân phối thì rất là nhiều sản phẩm. Cố gắng là mỗi ngày lên sóng với các bác là 1-2 model sản phẩm để giới thiệu sản phẩm. Hôm nay thì cũng là để dành ra thời gian để nghiên cứu về cái tủ máy combo của DB Aquatic này. Đặc biệt nhất là con vang số bản mới này, xử lý âm thanh. Nói chung là em đánh giá thấy là về chất âm của cái bộ này thì rất là hợp lý trong cái tầm tiền các bạn. Chất âm rất là hay và hợp lý trong cái tầm tiền để cho anh em tham khảo. Theo các bác, này combo này của hãng cho ra mắt thị trường là một tủ máy gồm 4 thiết bị sản phẩm, một bộ mic không dây, model là LX-M3 và một chiếc vang số LX-D3 và một chiếc quản lý nguồn LX-P3 và một chiếc đẩy công suất 2 kênh 800W trên một kênh LX-A3. Tổng combo này có giá bao tiền ạ? Em xin phép là báo dưới cuối clip nhé. Thì thiết kế của combo này thì như đầu clip em nói là đẹp nhất là khi đi đồng bộ với nhau, đúng không bác? Đẹp nhất là khi nó liên kết lại với nhau. Điểm nhấn chính là cái giữa này, là logo của thương hiệu DB Aquatic. Khi mà có điện vào nó sẽ sáng đèn ở cái logo này, rất là đẹp. Và thứ hai là nó đồng màu đen. Màu đen thì nó như rất là bắt mắt và rất là sang trọng. Ánh sáng cũng là đồng một màu ánh sáng của cả tủ máy luôn. Nguồn ở phía bên phải đây, nguồn là sẽ có đen ở nguồn. Em ánh 7 màu ạ. Em đang xếp theo thứ tự là sản phẩm đầu tiên là bộ micro không dây LX-M3. Tiếp theo thứ hai là chiếc vang số LX-D3. Thứ ba là chiếc quản lý nguồn để bảo vệ tất cả các thiết bị bộ dàn này, đó chính là LX-P3. Và cuối cùng là chiếc đẩy công suất 2 kênh 800W một kênh LX-A3. Về thiết kế của combo này thì em đánh giá rất là cao về cái thẩm mỹ và cũng như là cái độ tinh tế và cẩn thận của nhà hãng. Rất chi tiết từ phần nút, từ cái phần ngoại hình, từ phần nguồn của từng sản phẩm. Hãng thiết kế gọi nghiên cứu rất là kỹ càng và em đánh giá rất cao về cái độ gọi là tinh tế của nhà hãng. Núm volume của đẩy công suất nó là núm volume chiết áp đi và núm rất là to này. Đã. Cầm nắm vặn rất là dễ dàng và nó rất là mượt mà. Và bây giờ thì em sẽ mời các bác cùng em khi trải nghiệm chất âm của combo series LX3 này khi mà gắn lên trên một bộ máy gồm là một cặp loa bát 30 và một chiếc xúc điện bát 30 đồng bộ lên bộ dàn để test thử chất âm của combo LX3 của DB Aquatic này ạ.
Yeah.